năm loại thực phẩm thực vật giúp hỗ trợ phòng ngừa ung thư dưới đây là năm loại thực phẩm thực vật có thể hỗ trợ phòng ngừa ung thư một quả cây kiwi kiwi chứa nhiều chất chống oxy hóa vitamin c và chất xơ có khả năng giảm nguy cơ mắc ung thư đường tiêu hóa và ung thư vú hai rau crucifo như bông cải xanh bông cải trắng bông cải brussel và cải xoăn chứa các chất chống oxy hóa và chất chống vi khuẩn có khả năng giảm nguy cơ ung thư ruột ung thư vú và ung thư phổi. 3. Đậu nành, đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ, nước tương đậu nành chứa các chất isolan, có khả năng giảm nguy cơ ung thư vú, ung thư tử cung và ung thư tiền liệt tuyến. 4. Quả lựu, quả lựu chứa nhiều chất chống oxy hóa, axit ellagic và polyphenol, có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư vú và ung thư tiền liệt tuyến. 5 củ hành tỏi, tỏi chứa chất sulforaphane và alicin, có tính chất chống vi khuẩn và chống virus, có khả năng ngăn ngừa nhiều loại ung thư như ung thư đường tiêu hóa, ung thư vú và ung thư tiền liệt tuyến. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc ăn uống các loại thực phẩm này chỉ là một phần của một lối sống lành mạnh và không đảm bảo hoàn toàn ngăn ngừa ung thư. Ngoài ra, việc tư vấn với chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ là tốt nhất để xác định chế độ ăn phù hợp với nhu cầu và tình trạng sức khỏe của bạn.